Đêm chung kết đạp gió 2023 đã diễn ra vào tối 21 tháng 7 với cuộc đấu của 21 thí sinh thông qua 3 vòng thi trình diễn bao gồm đội trưởng hợp tác, đấu 1-1 giữa các đội và thi đấu đội. Điều đặc biệt là tại vòng hợp tác trong chung kết năm nay, khán giả được tham gia quyết định ca khúc cho các đội. Chipu và Lưu Nhã Sắc trình diễn ca khúc Who's That Girl, ấn tượng với màn cởi áo ngẫu hứng và vũ đạo tinh tế. Kết thúc màn biểu diễn, Chipu bật khóc rơi vào lòng bạn diễn. Cả hai thể hiện sự thân thiết và kết hợp ăn ý trên sân khấu đạp gió 2023. Sau màn biểu diễn đầy cảm xúc, Lưu Nhã Sắc tâm sự rằng việc cô và Chipu trở nên thân thiết như thế là điều không ngờ đến. Cô cảm thấy Chipu mang đến cho mình một nguồn năng lượng đặc biệt. Nếu không biết ngoại ngữ, cô sẽ không bao giờ dám tham gia show nào ở một quốc gia khác, và cô nghĩ rằng để làm điều này cần một sự dũng cảm lớn. Kết quả chung cuộc đã công bố 11 người sẽ ra mắt trong nhóm nhạc chung của chương trình, trong đó Ella, Trần Gia Hoa dẫn đầu, tiếp đó là Amber. Đại diện đầu tiên đến từ Việt Nam, Chipu đã xuất sắc giành được suất debut tại đạp gió 2023.